Hello các bạn, bây giờ mình đang ở sân bay Đông Mường. Bây giờ sẽ di chuyển về phía Nam Thái Lan. Tại vì ở phía Bắc Thái Lan thì có những con mà nó khá là phổ biến, giống như ở Việt Nam, nên là sẽ không tìm thấy mấy loài khá là khác biệt để mà ghi hình cho các bạn xem. Nên là trong cái chuyến đi lần này thì mình dành 3 ngày cho phía Bắc Thái xung quanh Bangkok. Còn bây giờ sẽ đi về phía Nam. Bây giờ sẽ bay về Krabi. Rồi sau đó tối nay, bây giờ là 4:30 về Krabi, bay khoảng 1:30, sau đó sẽ đi đi soi luôn đêm nay. Thì cái hành trình của mình đi là như vậy. Mình sẽ ở Nam Thái Lan khoảng 5 ngày 5 đêm, rồi sau đó sẽ bay về Bangkok, rồi bay về Việt Nam. Việt Nam Thái Lan sẽ có một số loài rắn khá là đặc biệt. Cái loài rắn lục, rắn cặp con đầu đỏ đó là một cái loài mà Huy rất là muốn tìm thấy và mình cũng rất là muốn tìm thấy, nên mình sẽ cố gắng để tìm thấy cái loài đó nằm đầu đỏ trong cái chuyến đi lần này. You call. So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Mới xuống tới cái xong rồi chạy ra chơi luôn, cũng chỉ vì miếng cơm con cá thôi, to dễ sợ luôn. Nằm ra này, trời ơi cưng xỉu. Không thích gãy cổ nha. Hello các bạn, bây giờ là 9:10 tối hôm nay, bay về hơi trễ, xong rồi còn đi ăn nữa. Di chuyển từ sân bay về đây mất khoảng tầm 40 phút, thành ra là đi đường hơi trễ, nhưng mà không có sao, tại vì là tối nay ở sáng nay không có kế hoạch gì hết, nên là tối nay sẽ đi rừng, sau đó về ngủ đến khoảng tầm 9:10 sáng mai dậy dậy rồi đi đi ăn trưa, sau đó sẽ đi vào trong rừng Đước để tìm một cái loài rắn lục khá là đặc biệt ở cái khu vực này. Rắn lục Đước đó các bạn, một cái loài rắn khá là hung dữ, rắn lục nhưng mà rất là to. Bây giờ mình sẽ di chuyển đến cái khu vực mà soi rắn khoảng tầm 20 phút không thầy? Khoảng 25 phút từ đây nhỉ? Để đi đến cái chỗ mà soi rắn hôm nay. Hôm nay sẽ tìm một cái loài rắn khá là phổ biến ở đây. Đó là rắn lục đẹp à. Beauty Pit Viper là một cái loài rắn lục, không biết tại sao khi mà đặt tên thì sẽ đặt một cái tên rất là hoa mỹ như vậy. Bây giờ sẽ đến 7-Eleven. Ở Thái Lan thì có rất là nhiều 7-Eleven ở xung quanh thành phố để mua đồ uống. Rồi sau đó di chuyển đến bắt đầu di chuyển đến cái khu vực lại đi. Ok, mình biết nhé. Đây là con rắn đầu tiên trong trong cái chuyến lần này ở phía Nam Thái Lan này các bạn. Đây là rắn roi, khác loài ở Việt Nam có nha. Rắn roi phúc xin Frosina never to have the red tail. Để Chris bắt rắn ra cho các bạn xem. No, that's Frosina. See that? They don't have the một bạn rắn roi khá là đẹp. Thông thường rắn roi hay bị sán trên cơ thể lắm, nhưng mà bạn này thì thấy không có này. Cái loài rắn mà
Mà tìm tới hôm nay sẽ là rắn lục xinh đẹp đấy các bạn. Còn rắn roi thì ở đây khá là phổ biến, tại vì có thể đi một đoàn có thể gặp vài bạn rắn roi luôn. Ở đây có cả rắn chằm quạp nữa, nhưng mà rắn chằm quạp ở đây thì khá là khác rắn chằm quạp ở Việt Nam, khác về kiểu hình ấy. Nếu mà thấy bạn rắn chằm quạp nào mình sẽ so sánh cho các bạn thấy cái sự khác biệt. Mình lên đến đỉnh của cái ngọn núi rồi. Cái ngọn núi này nó nhỏ nhỏ giống như là núi Dinh của Bà Rịa Vũng Tàu á. Đứng từ trên này thì các bạn sẽ thấy, nhìn xuống phía bên dưới thấy cái Karabi này. Các bạn thấy dưới đó không? Đèn chấm sáng đó là Karabi đấy. Ở trên này có một cái bãi để đậu xe ở trên đỉnh cái ngọn núi này. Bây giờ mình sẽ đi xung quanh đây để tìm con rắn lục xinh đẹp đó trước. Sau rồi lát nữa khi mà tìm xung quanh đây xong, bắt đầu sẽ đi bộ dần dần xuống phía dưới. Ở đây có mấy cây gì lạ lắm. Ở đây cây này ở Việt Nam không có. Tại vì ban đêm nên cũng hơi khó quay cho các bạn xem, nhưng mà ban ngày thì dễ xem hơn. Bây giờ sẽ đi mấy cái tuyến bằng đường đất ở đây nè. Con rắn lục xinh đẹp là một con rắn lục có cái màu xanh lá cây nhưng mà đậm. Trên người có các cái chấm đỏ rất là đẹp. Mình thì mình nhìn thấy nhiều rồi, nhưng mà mình sẽ tả sơ sơ về cái bản rắn đó trước cho các bạn biết. Sau đó mình sẽ tìm xung quanh đây rồi tối nay mình sẽ cố gắng tìm được cái bản rắn đó để ghi hình cho các bạn xem. Bản rắn đó khá là phổ biến ở đây. Ở đây có rất là nhiều rắn chằm quạp và rắn lục xinh đẹp đấy đó. Đi về phía nam này thì có mỗi mình với Huy với Chris đi thôi. Còn một số bạn lên kế hoạch nhưng mà cuối cùng vì sự cố nên không có đi chung với nhau được. Chris vừa mới tìm thấy có một con rắn rắn lục kìa các bạn. Nhưng mà không biết rắn lục gì. Chắc là rắn lục xinh đẹp đấy. Beauty Pit Viper. In a ditch. Well, yeah. Tiny. Wow. The second one. Một con rắn lục xinh đẹp nhỏ này. Thứ hai. Very difficult to. Wow. Very cool. Còn sẽ thấy bản rắn này. Đây là một bản rắn đực này. Rất là xinh đẹp. Các bạn sẽ thấy là bản rắn lục này có rất là nhiều các cái màu đỏ xen lẫn với màu xanh, nên là sẽ nhìn sẽ rất là đẹp. Để mai mình tìm mấy bạn xung quanh đây thì mình ghi hình một số các cái đoạn video ngắn để cho các bạn xem cái màu sắc cho nó rõ. Tại vì là quay ban đêm dùng các cái loại đèn khác nhau nên là cái màu của bản rắn nó sẽ không có thật nữa. Vẫn hơi bị bệt chứ không có được nét lắm nè. Ok. I mean, can you take me a selfie with that? No. Vậy bây giờ để mình với các bạn chụp hình tiếp xong rồi. Xong rồi mình đi tìm mấy bạn rắn khác cho các bạn xem tiếp nha. Tiếp tục tốn thêm 25 phút cho một con rắn khác nữa. Thông thường sẽ là như vậy. Lúc nãy Chris rơi cái máy ảnh, không biết là bây giờ cái bộ máy đó còn hoạt động bình thường hay không nữa. Tuổi trẻ ta hết mình với thứ được gọi là đam mê. I will leave the light on. Vậy đã bao giờ bạn trò chuyện với đam mê của mình chưa? Thấy như con khỉ gì đó. Thiệt, đẹp thiệt. Nè. Cái tính viral nó dễ. Cái gọi dễ gì viral khi mình chụp người ta xấu còn mình đẹp. Có anh trong đó đâu. Thấy bình thường mía không? Không. Tối nay tìm thấy hai bạn rắn lục xinh đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ đi về khách sạn, sau đó đi đến một cái tuyến khác. Bây giờ sẽ đi về khách sạn xong rồi để hai cái xe ở đó. Tại vì cái tuyến mà lát nó đi thì nó nằm ở ngay ngoài mé đường để đi vào, nên là không có đi xe máy vào được. Nên sẽ quay về khách sạn, để lại xe máy ở khách sạn xong rồi đi tiếp. Bây giờ mình sẽ di chuyển từ từ về nhé. Bây giờ sẽ đổ đèo xuống xem có gặp bạn rắn chằm quạp nào không. Right, that means someone's using Sony.
Thank you. Ok, thôi bây giờ đi xuống dưới nha. Nếu mà gặp rắn chậm quạt của Thái Lan thì ghi hình cho các bạn xem, nhưng mà cũng tùy, tại vì hôm nay khá là khô, chỉ tìm thấy hai bạn rắn lục xinh đẹp thôi, còn lại là mấy bạn rắn roi thì thời tiết nóng như thế này thì cũng khá là dễ tìm thấy, nhưng mà các loài khác thì không thể xuất hiện tại vì chiều nay không có mưa. Ồ, con rắn nó đang kích động này các bạn, nó đang táp rất là nhanh này. Các bạn sẽ thấy con rắn nó sẽ thu mình về và nó có một cái tư thế rất là đẹp, các bạn thấy không? Con rắn nó mổ rất là nhanh này. Mình đang đưa cái tay phía trước mặt con rắn này rất là nhạy cảm nè. Wow, đẹp quá. Con rắn cái này rất là đẹp, body rất là hoàn hảo ấy, rất là hung dữ. Con rắn rung đuôi giống như các loài rắn của Việt Nam đó các bạn. Khi mà con rắn nó đang bị kích động thì sẽ rung cái đuôi. Đây là cái hành vi phổ quát của các loài rắn lục. Thường rắn ở rắn đuôi chuông ở Mỹ thì sẽ phát ra tiếng kêu, nhưng mà đối với các loại rắn lục thì sẽ ít phát ra tiếng kêu hơn, nhưng mà khi mà đập vào lá đó thì nó cũng phát ra tiếng kêu giống như là rắn đuôi chuông vậy đấy. Nó cũng là một cái dấu hiệu để cảnh báo con người hoặc là các loại động vật khác đừng có tiếp xúc gần hơn nữa, tại vì sẽ gây tổn hại cho cả hai bên đấy. Thông thường khi mà đi vào rừng tìm thấy một bạn rắn như thế này thì nhóm sẽ mất khoảng 30 phút để chụp hình. Rắn nó đang chạy khỏi cái chỗ mà nó cảm thấy không an toàn. Mình sẽ cố gắng tìm thêm các loại rắn khác để ghi hình cho các bạn xem. Ở đây có một cái đài quan sát này các bạn. Chạy mất rồi. Góc vuông đó. Góc vuông. Ceratodactylus. Ở đây có một con thằn lằn ngón này các bạn. Màu rất là lạ này các bạn thấy không? Khác với mấy lần thằn lằn ngón mà ở Việt Nam các bạn hay thấy mình ghi hình đúng không? Để mình giảm công suất đèn xuống các bạn sẽ thấy rõ hơn này. Ok, rõ rồi đó. Nhìn rất là hay. Có rất là nhiều rừng nước ở xung quanh, rừng nước ngập mặn. Xong rồi ở đây địa hình nó rất là bằng phẳng, xong nó nổi lên mấy cái núi như thế này. Ngồi trên máy bay thì mình quan sát được, nhưng mà nhìn phía dưới thì mình sẽ có một số núi để mà đi dạo ấy. Người dân sẽ chạy bộ hoặc là leo núi vào buổi sáng. Ở đây mình có một bạn rắn lục xinh đẹp này các bạn. Mình không biết ai đặt tên cho cái loài rắn này rất là dễ thương, rắn lục xinh đẹp, beautiful pit viper. Thì các bạn sẽ thấy bạn này có một cái màu khá là đặc sắc, các cái màu đỏ len với lại các cái màu xanh ở trên cơ thể tạo ra một cái màu nhìn rất là đẹp ha. Tối hôm qua mình ghi hình cái hành trình cho các bạn xem, nhưng mà khá là khó để mà xem được, nhìn được hết cái vẻ đẹp của cái loài rắn này, nên là mình đã giữ lại và sáng nay mình chụp rất là nhiều hình rồi. Và sau đó bây giờ mình ghi hình cái bạn rắn này ban ngày cho các bạn xem này. Các bạn thấy là khi mà rắn bị kích động, rắn sẽ rung cái đuôi này. Các bạn thấy hay không? Đây là một cái loài rắn khá là phổ biến ở đây, nhưng mà do mình đi vào mùa khô á, nên là cái loài rắn này tìm được khá là ít. Tối hôm qua mình chỉ tìm thấy hai bạn thôi, một bạn rắn đực và một bạn rắn cái, hai bạn đều trưởng thành hết rồi. Và đây là một bạn rắn cái trưởng thành nè. Đây là một cái bạn rắn mà có cái màu rất là điển hình của cái loài rắn lục mà xinh đẹp này nè. Đây là bạn rắn lục cái đang có vẻ như là đang có bầu ấy. Bụng bạn rất là to này, các bạn thấy không? Bạn rắn này rất là kích động. Mình không biết tại sao nhưng mà cái loài rắn lục này rất là nhạy cảm hơn rắn lục của bên phía Việt Nam rất là nhiều. Tức là khi mà các bạn tìm thấy cái bạn rắn lục này, các bạn phải móc rất là nhanh, và trong cái khu vực mà nó dễ xử lý rắn độc thì các bạn sẽ bắt được. Còn nếu mà trong cái khu vực mà nó có nhiều cành cây quá đó là các bạn sẽ không bắt được đâu. Tại vì là cái loài rắn này khi mà cảm thấy nguy hiểm là nó sẽ lao vào trong bụi rất là nhanh. Các bạn sẽ thấy nè, trên cơ thể có rất là nhiều các cái chấm màu đỏ rất là đẹp. Bạn này bạn ấy như các bạn biết rồi đó, rắn lục ở Việt Nam khi mà các bạn móc lên đó thì sẽ ít khi mà bay ra khỏi cây móc lắm. Còn cái loại rắn lục xinh đẹp này khi mà các bạn móc vào, bạn rắn bực mình nó sẽ buông ra khỏi móc rất là nhanh và để mà phóng đi đó. Một bạn rắn cái màu hoàn hảo trong cái mùa khô. Đây là mùa khô của phía Nam Thái Lan,
nhưng mà mình tìm được hai bạn thì đó là một cái kết quả khá là tốt rồi. Tối nay mình sẽ đi một khu vực khác để mình tìm rắn lục đền. Thì tối nay mình sẽ ghi hình cái bản rắn lục đền để cho các bạn xem. Nếu mà mình có thể tìm thấy chiều nay mình sẽ đi tìm một cái loại rắn lục khá là đặc trưng ở đây, đặc trưng của cái vùng rừng ngập mặn. Ở đây có rất là nhiều rừng đước, và trên cái sinh cảnh rừng đước này có một cái loài rắn rất là lạ, đó là một cái loài rắn mà cái màu giống như là rễ đước luôn. Khi mà các bạn đi các khu vực miền Tây đấy, các bạn sẽ thấy rễ đước đúng không, và cái màu của bản rắn lục này cũng tẹp với lại cái màu rễ của cây đước luôn. Thôi bây giờ mình thả bản rắn lục nó đi nhé, xong rồi mình về ăn trưa đây. Bây giờ đã là 1 giờ rồi, mình sẽ về ăn trưa, sau đó mình sẽ đi xuống bến tàu để thuê một cái tàu để đi xung quanh cái khu vực mà có bản rắn lục đước đó. Rồi sau đó về nghỉ ngơi, rồi tối nay mình sẽ đi một cái khu vực khác để tìm rắn lục đền. Cái kế hoạch đi soi của tụi mình khá là dày á. Ok, bye bye các bạn, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các nội dung tiếp theo. Ở đây có một bản rắn lục xinh đẹp đực nè các bạn. Để mình cho các bạn xem. Lúc nãy các bạn vừa mới xem rắn lục cái rồi đúng không? Rắn lục đực thì sẽ có cái body, có cái đuôi dài hơn này. Các bạn sẽ thấy cái đuôi, cái tỷ lệ đuôi và cái tỷ lệ bờ cơ thể dài hơn so với rắn lục cái nè. Đây là một bạn có kích thước nhỏ hơn bạn kia một chút xíu. Màu sắc khá là đặc trưng. Hai bạn này có cái màu sắc giống nhau luôn. Rất là đẹp. Bạn này thì chưa trưởng thành lắm, nhưng mà đối với cái độ tuổi sinh sản thì bạn này đã là cái độ tuổi mà sinh sản thuần thục rồi. Đẹp các bạn ha. Tối hôm qua chỉ tìm thấy hai bạn. Bạn này là bạn tìm thấy sau. Chris tìm thấy bạn rắn này, còn mình tìm thấy bạn rắn cái kia. Thì hai bạn này được tìm thấy lúc khoảng tầm khoảng 1 giờ sáng. Tại vì là hôm qua mình đi khá là trễ nên là cái lúc mà vào rừng thì nó cũng hơi trễ rồi. Nên đó không phải là cái thời điểm mà tốt để tìm các loại rắn. Nhưng mà rắn lục thì nó có một cái đặc trưng là khá là dễ tìm ấy. Nên là khi mà đi trễ cũng được, nhưng mà các bạn sẽ phải soi kỹ hơn đó, vì rắn lục sẽ rất là giống màu với các loại lá cây. Hôm qua cái kinh nghiệm mình đi soi là rắn lục xinh đẹp này khác với rắn lục của Việt Nam, các loại rắn lục xanh khác là các bạn soi, các bạn sẽ rất là khó soi vì cái màu xanh của cái bản rắn này tẹp với lại màu lá già đó. Các bạn sẽ thấy nè, đây là cái lá già này và đây là bản rắn này, tẹp với nhau luôn. Có thể là soi hoài không có thấy luôn. Rất là may là hôm qua mình tìm thấy đó. Chứ còn nếu mà soi theo cái phương pháp thông thường hay cái kỹ thuật thông thường giống như các loại rắn lục khác là các bạn sẽ không tìm thấy cái bản rắn này đâu. Thế nhá, bây giờ mình đi về ăn cơm đây. Bye bye các bạn.